Nam Mô Phật, Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm, Thánh Cô Tiên Cô Tổ Cô Từ Bi Thương Đồ Che Chở. Như xin quẻ số lần livestream lúc nãy trên Vạn Sự Tùy Duyên Thăng 11 thì có hỏi một cái câu là ông có biết là mình có nên xây miếu nổi trên sông hay không. Mình xin quẻ của Tổ Thầy Thánh Cô Tiên Cô Tổ Cô thì được một cái quẻ số rất là đẹp, 9.5, 9.5 trên 10. Điều mà Thanh Đồng trăn trở lo lắng còn lại là cái chi phí mà xây ở dưới sông á, nó gấp rất là nhiều lần ở trên bờ. Nhưng Thanh Đồng cố gắng, cái việc thuận lợi là thứ nhất không cần phải xin giấy phép giấy tờ, thứ hai nữa là mỗi tháng thí dụ như sẽ đến Bạc Liêu cho quý vị đảnh lễ, sẽ đến Cà Mau cho quý vị đảnh lễ, đến Cần Thơ, An Giang thì nó thuận tiện cho quý vị khỏi phải di chuyển xa xôi là cái thứ nhất. Cái thứ hai, trong quá trình di chuyển, nếu như mà quý vị mà thí dụ như là có ai biết lái tàu, có ai biết lái miễu, lái làm chi phí một cái miễu nổi là gấp 10 lần ở dưới trên bờ á. Nhưng mà Thanh Đồng nằm mơ, Thanh Đồng thấy Thanh Đồng cởi ở trên một con vật ở dưới nước, rồi đạp trên hai ông cua đinh nữa. Cho nên là dốc hết sức lực để làm. Quý vị an tâm, Thanh Đồng dù cho phá sản cũng trả tiền cho quý vị đúng hạn. Tháng 10 năm 2023 chia sẻ với quý vị quẻ số xin Thánh Tổ được xây miễu nổi, được đồng ý lan tỏa điều này đến với tất cả mọi người. Và rất hy vọng mọi người chờ đợi được ngài sẽ khánh thành và sẽ đến được tận nơi đảnh lễ. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát Thánh Cô Tiên Cô Tổ Cô Từ Bi Thương Độ Che Chở Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Phật.